Dạ, Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Kiều với anh Huân đang cắt mặt ong để giao bán cho người ta nè. Con hàng này là hàng đẹp nè. Ôi, cái khoanh này là khoanh đẹp nè. Cái đó sẽ ra. Cái con với chị nè. Ủa chắc. Wow. Cái mặt nó sánh mịn luôn nè. Sánh mịn luôn nè. Cái hàng đẹp như vậy là bên mày á, Igor. Igor? Chỉ cần 8.000 won. Trời ơi, đang làm mà trời chuyển mưa như vậy nè. Thôi đi lấy cô Sally vô liền. Cô Sally bè tình đấy. À, hôm qua phơi cái cô Sally á nó khô lại như vậy nè. Khô lại. Đi lấy vô không thôi. Vì chưa chút qua nè. Vì chưa chút qua hả? Đấy, ở đây là cái đằng này. Anh đừng bỏ ra. Khi nào thấy được rồi. Trời, mới cắt cái này đẹp quá. Nhìn sóng sánh luôn. Wow. Nhìn ngon ghê á. Muốn bóc miếng ăn ghê luôn.
Bây giờ trời chiều tối luôn rồi nè. Chiều sập trời tối rồi, mưa luôn. À, cái này đẹp quá. Thành phẩm nè, đẹp chưa ông bà cô chú ơi? Cái hình dạng này chưa có đẹp lắm đó. Đầu mùa hè cái công ty điện cho anh Huân á là cần mặt ong vuông khối này nè, quá trời luôn, bây giờ thiếu trầm trọng luôn. Ở Hàn Quốc bây giờ ong chết nhiều, với lại khi mà người ta nuôi á, người ta chỉ lấy cái mặt mà lấy nước thôi, còn cái khung vuông này nè ít có người làm lắm, tại vì nó khó với lại cực á, nên tự nhiên phát lên á cái mặt ong sáp này á thiếu quá trời thiếu luôn. Hàng hư hàng dở gì à, người ta cũng mua vô hết trơn á, nên tranh thủ cuối tuần Kiều với anh Huân đi dọn kho có bao nhiêu mặt lại lấy ra cắt bán hết. Thường thường á là những cắt những cái khối mà hình đẹp đẹp, hình dài sọc thôi, không có cái chĩa qua chĩa lại giống như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ thiếu quá trời nên người ta mua hết luôn. Hàng hư cũng mua, hàng xấu cũng mua, miễn mặt ngon là mua hết à. Lúc trước á là bán những cái hàng đẹp hết rồi, còn lại ít thôi. Đa số là những cái hình nó hơi chĩa chĩa như vậy, nó hơi xấu vậy thôi à. Nhưng mà chất lượng vẫn ok, vẫn ngon lắm. Nên đang lo là không biết cái hàng này bán rẻ cho ai đây nữa, hay là cho hàng xóm xung quanh. Tự nhiên đụng cái công ty gọi á, hàng gì cũng mua hết nha, có hôn gom đi bán hết đi. Rồi hai đứa đi dọn ra, tranh thủ đặng cắt hàng bán cho người ta. Xong cái anh Huân ảnh đi khắp xóm, rồi ảnh đi từ tỉnh này qua tỉnh kia vậy đó. Ảnh liên lạc với mấy người mà nuôi ong mà coi có nuôi được cái khuôn này không nè. Ảnh thu mua hết trơn luôn, xong rồi bán lại cho công ty. Vậy mà còn thiếu nữa. Đây là những cái khuôn mặt mà năm ngoái hai đứa nuôi là còn nè, rồi đem ra dọn kho rồi đi bán lại đó. Mặt ong để lâu á ăn vẫn ngon, vẫn chất lượng, không sao hết trơn á, nó không có hư gì hết trơn á. Còn mặt ong mới á từ tháng sau mới bắt đầu thu hoạch. Người ta ăn mặt ong nguyên chất như vậy nè rất là tốt cho sức khỏe luôn, tăng sức đề kháng với lại đẹp da. Nên thay vì người ta mua cái collagen ở trong bịch á, người ta toàn là mua mặt ong này để dành ăn không nè. Nhất là công ty á, người ta bán kem á, xong cái cắt một cục vuông vuông vậy, cái để lên cái ly kem, nhìn vừa đẹp mà vừa chất lượng vừa ngon nữa. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như là Seoul nè, Incheon nè, là hay có bán cái vụ dịch vụ kem đó đó, với có mặt ong sáp này lên nè. Nên bây giờ mặt ong này đang lên quá trời luôn, lên giá kinh khủng luôn. Thường thường á, là một cái khuôn mặt ong như vậy nè là Kiều bán chỉ khoảng là 1 triệu tiền Việt Nam mình thôi. Nhưng mà bây giờ á, không phải là khuôn đẹp nhất nha, nó hơi xấu xấu gì thôi, mà lên 1 triệu rưỡi hơn nữa. Kiều tính sơ sơ là 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam của mình á. Ngày lễ hay là đến thăm bạn bè gì, người ta cũng hay mua cái này để làm quà, rất là tiện luôn. Phải, ở Việt Nam của mình á, có ai mà nuôi ong mà kiểu này nè, nuôi ong đóng khuôn này nè, mà Kiều mua được á, Kiều mua hết cho mọi người luôn. Phải mua được sang hàng á. Cái ai mà nuôi mật ong này ở Việt Nam nè, cái nuôi như vậy đi, nuôi trong khuôn như vậy nè, xong á là Kiều mua hết luôn, Kiều mua hết sang hàng luôn. Nếu mà mua được mật ong này á, mua đường máy bay là khó lắm. Xong một thành phẩm. Ngoài trời đang mưa. Chiều rồi.
chiều 5 giờ chiều mà trời mưa gì nè. Trời mưa không có gì mà buồn buồn sao đâu. Anh yêu thích sao? Ờ. Yêu쁜데. Cái mặt ông nó sóng sánh nhìn nó đẹp gì đâu. Rồi cuối cùng cũng đã xong. Được hai chồng. Mỗi chồng là ba tầng. Rồi ngày mai anh Hun có bổn phận là đi giao hàng. Nên nộp báo hắn cho khá tên nè. Kêu thì đi làm. Cái khu này chỉ có 4 dòng thôi. Cái hàng này là ở bên đây là hàng đẹp nè. Trung bình là một khuôn là 1,5 triệu tiền Việt Nam của mình. Trời nhìn mấy nhìn mấy cái dòng mặt nó sóng sánh nhìn đã dễ sợ. Có hai loại màu, cái màu đen này nè, cái màu đậm này nó sẽ ngon hơn là cái màu hơi vàng vàng bên đây. Đây là cái màu hơi vàng vàng nè. Nó không có ngon bằng cái màu đậm. Hôm nay Kiều mua được một mớ ốc mỡ nè. Trời tươi ngon quá trời luôn. Con nào cũng sống ngon hết trơn á. Bây giờ Kiều ngâm với muối nè, giấm nè để cho nó nhả ra bớt cái sình ở trong á. Ngâm trong vòng 1 tiếng á. Kiều nặng thêm miếng chanh vô nữa. Rồi nhâm vô một tiếng ở đây nha. Còn ở đây là cái bông tỏi nè mà cô chú nó ra dài dài như vậy nè. Bữa nay cái thím hàng xóm á, đem qua nguyên một cái đống như vậy luôn. Một chút Kiều xào bơ tỏi rồi Kiều bỏ cái này vô xào chung á. Ăn giòn giòn sực sực ngon lắm. Ăn như giống như là rau muống của mình vậy đó. Thơm mùi tỏi nữa. Xào ốc xào bơ tỏi mà bỏ cái cọng này vô cái là đúng bài luôn á. Cái cọng bông tỏi này tới giờ này là hái là ngon nhất luôn. Nè nó giòn ngấu. Bẻ cái nó giòn. Rồi bây giờ Kiều bắt chảo lên để xào mật, xào ốc nha. Kiều dít một cục bơ vô đây luôn. Bỏ thêm miếng bơ cục nữa. Cho nó ngon. Nhiều bơ gì mới thơm nè. Xong rồi bỏ tỏi vô, bỏ bằng. Bỏ ớt vô, ớt xanh. Ớt này là ớt Hàn Quốc nè, nhưng mà ớt cay á. Cho tỏi nó hơi thơm thơm, vàng vàng. Bây giờ Kiều bỏ ốc vô. Giờ Kiều tắt lửa để Kiều nêm gia vị. Kiều bỏ nửa muỗng muối, một muỗng hạt nêm, 2 muỗng bột ớt Hàn Quốc, tiêu, mật ong. Kiều bỏ 3 muỗng mật ong vô. Mình không có mật ong mình bỏ đường cũng được. Nửa muỗng dầu hào, 2 muỗng nước mắm, bỏ một miếng nước vô. Bỏ miếng nước vô để cho mà ốc nó chín. Mình đậy nắp lại hầm cho ốc nó chín nha. Thơm phức luôn. Rồi xong bây giờ Kiều bỏ cái bông tỏi vô.
Annyeonghaseyo, xin chào bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều làm món ốc mỡ xào bơ tỏi cho anh Hun ăn cơm. Cái này là kim chi mà kim chi gì ta? Kim chi khạch. Khạch kim chi ở Hàn Quốc kêu là khạch kim chi, mà cải này giống như cải xanh, người người ta muối làm kim chi á. Cái cô hàng xóm cho á, mà cô chú bữa nay ăn thử với cơm này, ăn với gọt sống nè, rồi hai đứa một, mỗi đứa một lon bia. Tại vì nay cuối tuần mà cô chú phải mời ngon mà phải có bạn hiền nhé. Xin mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Này ốc mỡ có cái bông tỏi á, xào chung nó còn thơm, còn dữ hơn là xào tỏi bình thường nữa. Wow. Kiều sẽ cho anh Hun ăn. Hey. Không nghe. Ngon không? Ngon. Này ăn tỏi ta thử à. Ngon sực chứ? Thơm mà nè. Cái hoa tỏi này ăn giòn giòn sực sực mà thơm mùi tỏi lắm. Người ta hay làm kim chi á. Ngon. Wow, mà sao? Ngon. Mà sao? Ngon. Ngon à. Chào mà sao? Cứ bơ mà sao? Gachi đồ mà sao? Gachi, gachi mà sao? Gachi, gachi mà sao? Gachi mà sao? Gachi. Ngon không anh? Ngon. Ôi mẹ bếp chân trên đây. Ừ. Ôi thấp ăn một cái ta thấp một cái đây. Trời, thơm mùi tỏi mà nó cay. Thơm. Thơm ha. Ngon kìa. Vô. 1, 2, 3, vô. Giờ mới mệt chứ. Món mùa hè nè. Mùa hè wow. Có bia. Ồ, sấy ra. Con ốc sống á, cái sấy ra nguyên con luôn. Ngon rồi. Món này là đáng lẽ là món nhậu nhưng mà phải có cơm mới được. Sáng giờ phải ăn cơm mới được. Hợp cái đấy nó. Bông tỏi ngon ghê. Ăn thử kim chi không? Kim chi ngon không? Ta đang kim chi. Chẳng nhơ mà sẽ chờ. Hát mà sĩ. Một chị yêu thương thật sự. Mù lắm. Hóc xin. Ego hắn sang manu kachi hắn yêu cầu mani ka. Tin chu sang sang gắn ego manu binu manu koya. Ah. Chassi manu koya nga. Ego ấm sức manu ya. Ego ấm sức manu ya. Bơ thơ haku manu chung kung ya. Manu chung kung. Còn cái này là hoa tỏi là bỏ vô thế nào cũng hợp à, mà con nhãn hợp thiệt rồi. Nhà ông bà cô chú nào mà có cái hoa tỏi này, hái hoa tỏi này vô nè, xào cái trộn ngon, xào thịt bò ăn cũng ngon nữa. Còn cái này là rau dấp cá. Kiều trắng. Rau dấp cá kiểu trắng với lại cái nước sốt bơ tỏi này ngon. Ủa, món ăn xương vào nhá. Ăn nha. Mất.
trời ơi trời ơi ngon xe maisco phải chưa maisco sao đây sao cái gạo đếp cá này cái mùi nồng á anh luôn chỉ ăn được một miếng chút xíu thôi anh thấy kiểu ăn nhiều cái anh trời ơi bữa sáng ăn nhập cái này để kẹt cái này nó khô cái đó mai ra chắc không có gì sao chắc không lửa cái nhỏ nó chắc không có chắc không có được hả na cái đó đấy là chân cầm anh chân chụp chụp kẹt hấp nó khô này như cái gì cái mà nó chụp kẹt nó khô mà nó khô cái nó khô tôi kẹt chụp kẹt 아니야 하나만 하나만 아 아까워 아 아까워 저 아까워 그래서 한 개 넣고 고추 넣고 그러면 오 약간 좀 이상하지 ăn không được ai có ép đâu cái rau giáp cá này cái mùi nồng này đâu phải ai cũng ăn được đâu anh Huân là một trong những người đó đó mà anh Huân ảnh ăn thử cố anh ăn thử không ngon chứ gì ẩm ba chị chi cho không nhận cái sốt này chấm nó ra ngon wow quê đi sang đấy sao sao ừ. 아까랑 이거랑 고기 향기가 버터버터 향기 있잖아. 응. 둘이 싸워. 아 그래? 그래서 처음에 엽가 향기나 좀 더 버터 향기나 왔다 갔다. 안 가나 이거 nó hết sour. Không ăn được mà cố ăn rồi nói cái mấy món này nó đánh lộn. 먹지 마. 근데 고추 넣으니까 또 매워. 뭐 ăn thêm ớt nữa rồi cay. Có chẳng mà ngon chứ mà ô có chứ mèo ô ai vô hết tập bỏ ớt vô thêm mấy cay vậy đó cay cay à một chứ mà thường thường cái rau ép cá này nó hơi the the nó hơi cay cay á mà ảnh còn thêm ớt vô nữa nên nó tăng cái vị cay lên ô là sao ô là chi có phải sao cái rau ép cá này nè ông bà cô chú rất là tốt cho phụ nữ mình luôn nhất là tử cung á ăn nhiều là cái này là giống như là cái mình phòng ngừa cái bệnh mà tử cung á ăn nhiều tốt cho phụ nữ dữ lắm luôn đàn ông thì bình thường thôi nhưng mà phụ nữ rất là tốt nên đó kiểu ăn không nhận rau ép cá này ngộ thiệt ở Hàn Quốc trọng nha là nhiều người biết người ta biết người ta làm thuốc mà trồng mùa đông thì nó chết nhưng mà mùa đông nó chết mùa hè nó sống lại y chang như cỏ vậy đó mệt tao ngon ngon kurima kachimasu nè cái đuôi của ngốc á mình lễ tới cái đuôi nó béo dữ lắm luôn Hãy cho đây nè. Mềm. Không có chi. Ngon ha. Wow, cái tên gì mà. Oh my song. Nồi ra cái món này mà làm hồi là quá ngon luôn. Vậy có mua đem mai ta. Ý cô chính chị xinh xinh hè. Hắn bên em ăn thả nạc. Ồ, tập vào được. Wow. 우리 해산물도 오랜만에 이게 주인공인데 이거 아삭아삭하고 맛있고 맛있으니까 이게 더 주인공 같아 좀 맛있어 Nồi nó đáng lẽ bơ tỏi là nhân vật chính nhưng mà xào cái này gia vị nó thấm vô ăn nó còn ngon hơn nhân vật chính nữa Chinh chú cầm mình ư gó hốc thêm Xe răng này chinh chú hắn nhau mà nó có thay Dạ chứ mà chứ mà chắc bỏ chứ mà chứ mà Cô kì tôi bỏ gói chì 고기도 먹어. 맨날 야채만 먹어 왜? 다이어트해? 다이어트만 돼. 그리고
giống mẹ phái ăn rau dữ lắm, rau sống rau này rau kia mà cá kho hay là này kia ha là phái chấm dữ lắm, chấm sống vậy nè kiểu giống mẹ. Ừ, 먹어야지. 그렇지. 이거 이거 찍어 먹는 거지? 응. 맞지? 맞아. 소스. 이 이거 까 먹지 마. 내가 그냥 엽 까 그냥. 고마워. 응. 안 오나 cái gạo mà gạo Việt Nam gạo thơm này kia rảnh chỉ thích gạo thơm với lại gạo ngò gí á của mình thôi. Còn mấy gạo khác ăn vẫn được. Nhưng mà ăn có hương có hoa thôi chứ ăn không có pháo. Tao 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chị 향이 왔다 갔다 하네. 안 해. 나는 안 가요. 옆 cá. Ở trong của nó đánh lộn mà nó sâu ở trong đánh lộn á. Em ăn cái có rau dắp cá rau này rau kia theo mình nó không có đi đi lại lại nó muốn đánh lộn hả? Ta ăn quen mà đánh lộn cái gì ông thầy ơi. Hả? Maso. Anh gì? Obama nã nhiều. Bí thư Nam Saram. Giúp cá một cô mạnh á. Bún mông mạnh á. Một con mông mạnh nhé. Kiểu nói là ở Việt Nam á không phải là riêng anh đâu mà nhiều người không có ăn được rau cái giúp cá này lắm nè. Không có mùi nó không có chịu nổi, người ta không có chịu nổi mùi này. Obama nã nhờ. Không phải mình nên anh đâu. Tại không có mai quá. 창피하니까 부끄러워. 아니, 안 나는 거야. 막가워. 어? 뭐 이런 거 막가워. 많은 사람이 cũng giống như anh thôi chứ đâu phải mình anh đâu. 안 나와. 와 진짜 세다. 힘세, 힘세. 야 살았어. 살았어, 살았어. 안 나와. 살아하면 진주 세게 나. 진짜 봐봐 이거 풀어. 야 풀어줘 풀어줘. 나 안 나와. 나와. 아 고마워. 이거 진짜 맛있다. 야 옹유 빙비 이거 나 이야. chịu á, là kiểu tính nấu món cá kèo kho sả ớt rồi với thịt bằm mà. Thịt bằm với lại thịt bằm cuốn bắp cải nấu canh á. Cái xong cái đi siêu thị thấy ớt này tươi quá trời tươi, cái mua về làm món này luôn. Bỏ cái món cá kèo ở lại. Cái bông tỏi này đáng lẽ là chiều kiểu xào thịt bò. Thịt bò không thôi là xào tôm để ăn cơm nè. Nhưng mà thấy bỏ vô ớt này chắc hợp, công nhận bỏ vô hợp thiệt. Chúng tôi tá rồi một công hai năm chơi. Và khi nọ em đang chuyên trà. Mã xanh nè.
아. 이거 요리 다른 사람 좀 다르지? 응. 생소리. 혹시 우리 백사장 가면 이거 맥주 안주 먹을 수 있어? 응. 못 먹잖아. 이거 진주 거잖아. 왜? 똑같은 거 없어. 이거 있어. 아, 비슷한 거 있어? 미숙 아니야. 이거 밑에 남는데. 근데 이거 맛있게 요리가 없잖아. 아, 그 뭐 양념 있는데 어. 이것만 없어. 아, 이거 중요한데? 이거 엄청 중요한데. 진주 가서 말해줘. 이거 너 힘들어요. 베트남 더 맛있는 거 많은데 여러가지 뭐 다 못 먹었는데. 아, 그래? 너 나 베트남 아? 엠마 À, em về Việt Nam em nấu cái món này được không em, nhưng mà nấu phải giống hệt như vậy mới được nha. Kiều nói ở Việt Nam người ta có mấy món hả? Kiều nói ở Việt Nam hả, có nhiều món còn ngon hơn cái món này nữa. Anh về không biết anh ăn có tiền để ăn không á, chứ ở đó nhiều lắm luôn. Ngon hơn, nhiều hơn, nhiều mạnh á. Đậu mạnh á, ma xin đừng còn đậu mạnh á. Có câu hỏi hai đứa có về Việt Nam bao giờ chưa? Thì từ khi cưới là Kiều chưa có đưa anh Huynh về Việt Nam chơi lần nào hết trơn á. Chỉ có là lúc trước khi cưới Kiều là anh về Việt Nam anh công tác hoài thôi. Cái đó là lúc trước chưa quen Kiều á, thì về Việt Nam á đâu có gì đâu mà thú vị. Chỉ về rồi làm rồi ăn phở với ngoài quán thôi, chứ đâu có du lịch này kia. Đâu có biết chợ búa Việt Nam ra làm sao đâu bà cô chú. Nó để mai mốt dắt ảnh về lần là phá dữ lắm luôn. Bây giờ nam tham nên nấu chua quá chứ. Ừ, đúng rồi. Thảo rất là thích luôn á, trời toàn là món nhậu không. Maisonin của bạn chí. Dạ, su hoàn lê á. Maisonin của bạn là mình oke. Sao ngủ hay gì mà nói toàn là rồ nhậu. Mà thiệt, ở Việt Nam món nào cũng ngon, món nào cũng muốn ngủ được chứ. 과일도 많아. 맛있는 그 해산물 많아. 아이고. 알지. 아, 과일 ở Việt Nam cũng nhiều nè. Món ngon cũng nhiều nữa. Quá ngon, quá đã luôn. 천국, 천국. 천국. 다음에 같이 가자. 네. Lần sau là đem nha. Dắt anh về cho anh thưởng thức. Cảm ơn. Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh á, xin hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Kiều với anh Huynh nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Bye bye.